Vâng thưa các bạn, và hôm nay là ngày đầu tháng 6 vào lúc 1 giờ trưa, thời tiết đang rất tuyệt vời ở trên đảo Khoai. Nó đang mưa tầm tã. Nhưng mà vẫn rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn biết sao không? Chưa nói sao biết. Thời tiết trời mưa đó là thời tiết hoàn hảo để mà chúng ta sẽ đi câu cá nha. Mà đặc biệt hơn nữa, bây giờ chúng ta đã bước qua đầu tháng 6 rồi. Ở trong thế giới của Animal Crossing thì từ tháng 6 cho tới tháng 9 sẽ là mùa cá mập các bạn. Có một số những cái loài cá mập quý hiếm nè, mà nếu như chúng ta muốn săn thì sẽ săn vào cái khoảng thời gian này. Chính xác thì là từ tháng 6 tháng 9 là sẽ dành cho những cái đảo mà ở Bắc bán cầu. Rồi từ tháng 12 tới tháng 3 hay sao á, mình không nhớ rõ lắm, là dành cho những cái đảo ở Nam bán cầu. Đảo Khoai của chúng ta là đảo ở Bắc bán cầu nha các bạn. Ngay từ đầu game là chúng ta đã setup như vậy rồi. Đấy, cho nên là hôm nay sẽ dẫn các bạn đi chúng ta săn câu cá mập, những em cá mập mà mình chưa bao giờ bắt được luôn. Cái mùa này nó sẽ xuất hiện ra rất là nhiều, đặc biệt là có một số em chỉ xuất hiện vào lúc trời mưa thôi. Không ngờ vừa bước qua tháng 6 cái là có trời mưa liền luôn. Đấy các bạn thấy không? Em nhân vật của mình mặc áo mưa đàng hoàng rất là đẹp luôn. Và để hòa vào không khí đó thì mình cũng mưa áo mặc. Nhưng mà tình hình thì đang cực kỳ nóng. Bên ngoài không có mưa. Thôi để xin phép các bạn cởi một xíu. Ok. Và nếu như các bạn chưa biết thì mình là Bá Anh, hay còn gọi là Anh Cà Tây. Ở trong cái series Cuộc Sống Trên Đảo Khoai này thì mình sẽ chơi một cái game tên là Animal Crossing ở trên nền tảng của máy Nintendo Switch. Hiện tại ở trên kênh thì mình đang làm về hai content chính, đó là Pokemon Go và Animal Crossing. Các bạn có thể check những video cũ về trước ha. Đối với những cái tập mà về Cuộc Sống Trên Đảo Khoai thì mình đều có đánh số tập hết. Và thường là những cái gì mà nó xảy ra ở tập trước á, nó sẽ theo một cái dòng thời gian nha các bạn. Bởi vì cái game này nó là theo thời gian thật luôn, 24 tiếng ở trong game cũng là 24 tiếng ở ngoài đời. Rồi cả một cái quy trình mà mình xây cái đảo từ như là hoang sơ nhất cho đến gọi là có cái khu vực này, khu vực kia, cơ sở hạ tầng này, cơ sở hạ tầng kia, rồi những chức năng hay ho mình liên tục khám phá ở trong game thì sẽ được cập nhật theo thời gian, theo số tập. Cho nên ví dụ như là các bạn có coi mà không hiểu gì hết ở tập sau thì có thể là các bạn đã miss cái gì đó ở tập trước. Ok, còn tập của ngày hôm nay thì mình nghĩ là cho những bạn nào đầu tiên xem cũng sẽ rất là dễ hiểu thôi. Đó là chúng ta sẽ đi săn cá mập. Let's go. Và tham gia với chúng ta ngày hôm nay sẽ có Lily nữa. Đấy, mình đã mời Lily qua đảo của mình, bởi vì đảo của mình đang có trời mưa nha các bạn. Vừa mới ra sân bay, mở cửa để mà cho Lily qua. Và trong lúc chờ đợi Lily qua thì mình sẽ đi về nhà lấy mồi câu các bạn. Đấy. Thật ra thì không cần mồi câu cũng được, nhưng mà mồi câu cá sẽ giúp cho chúng ta câu được nhiều hơn và nhanh hơn. Đây rồi, mồi câu mình để đây, ok, đây, mồi câu. Quá trời luôn các bạn, fish bait là mồi câu cá ha. Bỏ vô túi. Chắc có gần 100 bịch luôn á. Cái mồi câu cá này đó chính là chúng ta sẽ đi ra biển. Ở ngay cái bãi biển các bạn. Mà tự nhiên ở dưới cát mình thấy nó có một cái tia nước nó phun lên á. Ha, mình đào ngay chỗ đó sẽ đào được một cái em sò. Giống như hay là nghêu gì đấy. Manila clam. Thì mình đem em này về sẽ chế được ra cái mồi câu cá. Cá trên đảo Khoai toàn là ăn sò không các bạn ơi. Cái sẽ chạy qua shop của Timmy mua thêm một vài những cái cần câu các bạn. À đây nè, cái museum của mình nè, nó được dời qua đây rồi nè ha. Đấy, hy vọng là bữa nay sẽ bổ sung vào được cái bãi viện bảo tàng một số những cái loại cá mới. Wait, looks like someone's on the way here. Lily á các bạn. Thực ra là bí mật là đang ngồi đằng kia kìa. Đó, mỗi lần mà có ai qua đảo mình á này thì nó sẽ hiện lên như vậy ha. Khách mời Lily đến từ đảo Lalalulo. Tên đảo gì đâu, đúng nghĩa luôn. Đó, máy bay đang bay qua. Thì mình nói vậy thôi chứ mình có chê gì đâu. Rồi, hạ cánh rồi. Khách mời Lily chúng ta đã hạ cánh đảo Khoai nha các bạn. Có cần ra sân bay đón không ta? Có cần ra đón không em? Ra đón ha. Rồi. Nhà nhiều tiền thế. Ê, đừng lụm. Chết. Phải chạy ra đón các bạn để me Lily đi lượm đồ. Ờ, có một cái bộ áo mưa dễ thương vậy. Chấm nữa. Chạy vậy ra lẹ. Nói chung là cũng rất là thân, nhưng mà mình cũng không nên tin người quá các bạn. Đi ra bảo vệ tài sản cái đã. Rồi. Ê, no. Get out of here. Stop it. Lì. Stop it. Ê, qua đảo đi câu cá với quậy á. Tiền là tiền mồ hôi nước mắt của em chị. Trả lại cho tôi. Mồ lên. Không xong rồi, lấy rìu ra, stop cả luôn. Đứng lại. Đề nghị quý khách nghiêm túc. Rồi trả lại đi, hỏi tiền ra mồ lên. Trời đất ơi, mời qua đảo đi câu cá mập mà tự nhiên chôm tiền của người ta khổ.
Đây là toàn là tiền mồ hôi nước mắt đi buôn củ cải không nha mọi người. Trời ơi, buôn đâu cũng 3 chuyến á, được nhiêu đây nè. Rồi thôi đi về, mau lên. Em có mang đủ cần câu này nọ không? Ủa sao anh có 1 cái à? Quên. À rồi ha. Chạy đi qua xong rồi chạy đi qua shop Timmy nha. Đúng ra thì có cái chức năng chat ở trong game đó mọi người, đây nè. Muốn bấm gì mình chat ha. Kiểu vậy. Nhưng mà Lily ngồi kế bên kia luôn, mình nói cho lẹ. Đúng là hồi trước á, lúc mà mình còn nghèo mọi người, mình hay lụm lặt nhánh cây này nọ mình chế cần câu, nhưng mà thôi bây giờ mình dư giả rồi. Đó, mình mua cần câu luôn. Mua cần câu xịn. Là sao? Em có bao nhiêu cái cần câu? 2 hả? Thôi 2 cái chắc đủ rồi, có gì thiếu chút anh mua thêm cho. Đây nè, anh mua dư dư luôn nè. Thôi đừng có lụm tiền. Lấy tiền đâu để làm gì đâu. Đây nè, chút anh quăng cái cần câu ra cho. Cho tiền đi shopping. Shopping gì? Đi câu cá mà shopping gì? Bên đây, đi câu cá mập ngon hơn cho tiền không cá? Ôi. Đó, các bạn thấy cái bãi biển ở trong đảo khoai thiệt không? Đi là có bước chân đàng hoàng luôn, không giỡn đâu. Rồi, bây giờ chúng ta thay đồ đi câu nha. Yeah, let's go. Từ từ, để thay đồ đi câu nè. Em có đồ đi câu không? Đồ chuyên dụng đi câu không? Thế nè. Đấy, ngồi chưa? Đâu, để biến thành gì đâu. Đồ đi câu đâu? What? Rảnh à? Đồ đi câu đó. Đồ đất mặt nè. Gõ cho cái cho tỉnh mới được. Tỉnh nè. Rồi thôi, thua luôn rồi, đúng là con gái rồi, thua rồi. Thôi muốn mặc gì cũng được, miễn câu cá được rồi. Rồi, lấy cần câu ra mau lên. Thôi được rồi, tập này không phải là giới thiệu trình diễn thời trang, ok. Đây, có con đầu tiên nè. Em khai trương đi, để coi nha. Em cá đầu tiên của Lily là cái gì? Cũng được, con này cũng tầm 4.000 bells á, không giỡn đâu. Thì bây giờ những con cá mập á, chúng ta nhìn vào là sẽ biết ngay, bởi vì nó sẽ có cái vây ở trên cái bóng nó luôn. Nhưng mà ở một cái thời điểm bất kỳ ở trên đảo á, chúng ta chỉ có một số lượng cá nhất định, nó xuất hiện ở một cái thời điểm nhất định ở trên đảo chúng ta thôi. Cho nên là bây giờ mình thấy mấy những em cá nhỏ này nè. Cái gì, từ từ. Để anh, đừng. Ok. Cái bóng con này to, con này nghi lắm. Nghi là con sea bass nữa. Ok. Vô nè. Ok. Bóng này to các bạn. Không biết con gì ta. Biết ngay mà trời. À với bạn luôn. Câu cái con sea bass này hoài luôn. Cái con sea bass này nó là thuộc họ cá mú. Mà nếu như dịch theo chị Google thì nó gọi là con cá vượt, sống ở những cái vùng biển nhiệt đới mọi người. Đó, nó trông như vậy nè ha. Kiểu cái hình ở trong game này nhìn nó cũng rất là thật so với cái hình ở ngoài đời. Đấy. Ê, nhưng mà trời ơi, coi như là xuất hiện miết luôn. Ủa, em bắt rồi con gì vậy? Clownfish đúng không? Clownfish là cái con mà ở trong cái phim Finding Nemo mọi người. Nemo là cái tên riêng của con cá trong phim thôi, nhưng mà cái tên của nó là con cá hề, là clownfish. Ok. Rồi, bên đây có vẻ như là hết cá rồi ha. Không, mình đi một vòng biển luôn đi. Vòng bãi luôn. Đi câu cá thì chúng ta không có được bấm giữ nút B mà chạy nhanh vậy các bạn. Tại chạy nhanh thì cá nó sẽ chạy hết. Đây, cái cầu này. Cái cầu này mình ra chút nữa mình thả mồi ở đây đi ha. Ý, con này hả? Này con gì đây? Cái bóng này không có lớn lắm, cái bóng này tầm nhỏ thôi. Yeah, đi coi nào. Cắn liền luôn. Ý, một con mực. Squid là mực nha các bạn. Đấy, con này là chúng ta hay gọi là làm khu mực này nọ đó. Lily câu được con gì đây? Mực luôn. À, cái bóng cỡ vậy là mực á. Chạy qua bên đây xíu nha. Ý, có một con này. À không, con này nó nằm ở biên giới này, có nghĩa là cá sông rồi. Con này cá sông rồi. Thôi nhưng mà kệ, câu luôn. Tại vì trong mùa cá mập á, nó cũng sẽ có một số những cái loài cá sông mới các bạn. Ồ khó ta, nó ăn không ta? Ăn không? Ê, ăn, từ từ. Vô. Hello, trời ơi. Đi ra biển thì gặp sea bass. Vô sông thì gặp black bass. Nó cũng anh em họ hẹn nhau hết mọi người. Mấy cái con này là kiểu câu và chín tỷ lệ ra chắc 99.9% đi câu cá dưới trời mưa mà nhai xương gom vậy. À thôi em câu con này đi, để anh đào cái con clam ra cho mọi người xem nè. Đây các bạn thấy chỗ này nè, nó phục nước lên đó, các bạn thấy không. À đợi nữa nè,
Đó, nó phun nước, mình đào ngay chỗ này. Lên, sẽ được một con sò. Đây, cái con sò này thì mình sẽ chế được cái mồi câu nhé. Đó, nhưng mà bây giờ thì mình chưa có vội xài cái mồi câu. Mình đi vòng vòng thôi, để mình câu hết những cái con mà nó đã được spawn ra. Trời mưa thì những cái con cá nó cũng sẽ được spawn ra nhiều hơn một chút xíu, mình đoán là vậy. Ý, con cá này cá mới mọi người ơi. Cá mới đúng không? Ôi, hay vậy, chúc mừng. Ê, em chim cánh cụt mà áo mưa giống Lily nè. Đâu, em thay áo mưa cho giống em coi. Đây. Hai chị em xin đôi. Ok, em thả cho nó đi, anh thả dưới đây nha. Rồi, bây giờ sẽ cho mọi người xem là mình xài cái mồi câu cá như thế nào. Thì mình lấy cái mồi câu này ha. Mình bấm scatter food, tức là mình sẽ thảy ra. Wee. Oh my gosh. Cái bóng con cá này nó hơi bị bự luôn em ơi. Em ơi. Từ từ coi, để nhặt cái vỏ sò này coi. Cái bóng này bự lắm. Không biết là phải bự nhất không, để từ từ nha. Thôi để coi Lily câu trước coi, con gì đây. Ok, red snapper. Ê, yep. Coi nè. Đấy. Ok. Yo, let's go. Chán thật là chán luôn, không biết nói gì thêm luôn. Cười gì? Ok, thôi đi vòng lại nè. Đâu. Rồi, nghi lắm á, nghi con này. Anh nghĩ con này chắc cũng sea bass nữa nè. Chán thiệt luôn á. Vô nè. Đây. Nó phải giật cái phao xuống mới được mọi người. Đó. Gì đây? Nữa. Thì coi ai câu được con này trước nha. Vô. Ý. Trời, nó ăn mồi của Lily rồi. Ok. Mực nữa. Kỳ này để mai trời nắng làm mực một nắng luôn. Cá to. Cá to, con này to đấy. Và mình đoán là 90% nó sẽ lại là con sea bass nữa. Xem nha. À không, con này to lắm, con này to hơn size sea bass. Not again. Đừng là sea bass. Con gì mới đi, con gì mới mình chưa có. Ui, con gì mới mình chưa có đi. Yeah, ok, không phải sea bass nhưng mà con này mình cũng có rồi. Con này là flounder mọi người, là cá thường bơn. Rồi thôi, chắc mình đứng đây mình thả mồi đi em. Okay. Thôi em câu luôn đi. To không? Ok, từ. Ok, bây giờ em câu con trên đi, anh câu con dưới nha. Ok không? Vậy ha. Đi lên trên đi. Rồi mọi người, đang có hai cái con cá to ở đây. Thì Lily sẽ câu cái con ở trên đó, mình câu con dưới này. Xem nhé. Coi ai sẽ là cá xịt. Yo. Thua. Sea bass. Thôi đứng đây thả mồi cái đi. Cá tự nhiên ra chán ghê. Thử coi. Trời ơi, nó ra cái con có tí teo luôn. Thôi mình thả thêm lần nữa mọi người. Cá tí teo này chắc là chỉ có Nemo với lại gì thôi. Rồi thôi, cái này size medium chắc là một con mực rồi nè, bảo đảm luôn. Biết ngay mực nè các bạn. Nhìn mấy con này nó thiệt luôn á. Những sea bass thôi chứ chả con gì luôn á. Một là con sea bass, hai là con cá thường bơn. Biết ngay. Thiệt mọi người luôn. Trời ơi. Cái gì mà đầy túi luôn rồi. Thôi chờ anh xíu để anh thả bớt ra. Thôi thả nó về biển luôn mọi người. Chán thiệt. Vô. Từ. À, anh phải đi bán. Cái gì cá mập hả? Ok, từ. Để từ, em đứng đây em trông giùm anh đi. Để anh bán cái đống này đã. Yes. Có cá mập. Bán luôn mấy con này đi cho nó rộng chỗ. Từ. Để bán mới lấy chỗ câu tiếp được. Đang có bạn mình qua đảo cho nên là game cũng không có cho mình thả ra thành những cái hộ trên mặt đất đó mọi người, mà phải bán đi luôn. Đâu em chỗ nào? Ok rồi. Vô, cá mập. Này đảo của anh, nhường cho anh đi, please. Để anh mở đất. Lily, hồi nãy là em đã câu được nguyên một con cá mập khổng lồ đúng không?
Mình chưa có con đó. Ok. Vô, vô. Vô. Đó. Một. Các bạn thấy cái vây không? Trời ơi. Phải xém bấm lộn luôn. Vô. Con cá mập bự nhất ở trong game nha mọi người. Nó không phải là con cá hiếm nhất mà là con cá bự nhất ở trong game. The she blows. Cái con cá mà mình vừa nói hồi nãy là mà Lily câu được hồi buổi sáng á là con này đúng không? Whale shark, cá mập voi. Oh jeez. Ờ các bạn nhìn em đó kìa. To quá chừng to luôn á. Ôi nhìn nhìn cái chịu cái chi tiết cái model 3D ha, cái da rồi cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái này là công của Lily rồi mọi người. Lily phát hiện ra rồi kêu mình lại câu. Thực ra thì nếu mà Lily câu á thì cũng sẽ được con này, nhưng mà Lily sẽ không có cho mình con này được. Và Lily đã có con này rồi cho nên là mình thì chưa có bỏ vô museum được. Bây giờ có rồi. There you go. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đây để móc ra khoe lại nè. Ta-da. Hey, em, mình chụp tấm hình em. Ok, em sẽ chụp tấm hình nha các bạn. Yep. Rồi. Wow. Đó. Thì đúng là mùa cá mập có khác các bạn ơi. Rồi, ok, bây giờ em thấy cái bóng nào em có quyền câu hết. Bây giờ chúng ta sẽ thi đua coi ai sẽ bắt được cá khủng nha. Si bát nè. Ngay. À cái con này thì giờ chúng ta câu được cũng khá là nhiều mọi người. Nó cũng cạnh tranh cái độ phổ biến của cái con sea bass á. Con này nó có tên là horse mackerel, có nghĩa là cá thu ngựa. Rồi, Lily chưa gì tao thấy được thêm con sea bass nữa. Ok, em câu cho nó nha. Em thả dưới đây. Ui! Cá mập em, cá mập. Thả cái mồi ra cá mập luôn. Ok, anh câu. Anh coi từ. Mồi chất lượng các bạn ơi, mồi chất lượng. Trụ nó cắn liền luôn, ghê thiệt. Ý. Ủa con này cá mập hả? Con này cá mập hả? Sao nhìn nó nhỏ vậy ta? Suckerfish. Tiếng Việt là gì ta? Để check lại. À, chị Google dịch ra kiểu đúng nghĩa đen luôn các bạn. Sucker kiểu suck là giống như là mình mút á. Thì cá mút. Cá mút là cái gì? Để mình tra thêm kỹ chút xíu nữa. À rồi, ok các bạn. Con này không phải là cá mập mà nó chính là một cái loài cá tương đối là nhỏ. Có những cái giác mút ở ngay trên đầu các bạn thì nó hay bám vào những cái loại cá lớn hơn. À, trong đó có cá mập để mà kiểu cộng sinh á. Nó còn có một số những cái tên khác nữa là shark sucker hoặc là tiếng Việt là cá giác mút, cá ép đấy, vân vân. Nhưng mà quan trọng thì ở đây đó chính là một em cá mới. Sao che em cá của anh rồi? Ok. Ấy. Có thêm con cá mập nữa hả? Đâu ra vậy? Em thả mồi hả? Oh gosh. Thôi cho em câu á. Cái này mồi của em. Rồi Lily câu được cá mập gì nha. Xịn quá à. Mồi... Y chang luôn. Giống như ở đây nó đang có một bầy luôn hay sao á. Ờ, đưa nước này thả đi. Em thả đi. Rồi em thả chỗ đó, em thả dưới không. Cái bóng ở con kia của em nó to hơn. Rồi nào. Ui. Let's go. Rồi, sea bass rồi. Con Lily của sea bass luôn. Có một cách khác mình có thể đuổi mấy con cá này đi á mọi người. Mình chạy nha, mình chạy nhanh nè. Đó, nó lặn đi ha. Scatter food. Thả đây nào. Bóng lớn. Thả mồi câu cũng phải là cả một nghệ thuật nha các bạn. Không thôi nó không ăn. Nữa? Quá dễ. Con này hả? Theo anh đoán 99% là sea bass. Đây luôn. Ê.
Ờ, đi bán cá đi. Lily bị đầy cá rồi. Ok, vậy anh đi dọc theo bờ biển nha. Chút cái gì chạy qua đây nha. Con cá này mình bắt được rồi mọi người, nhưng mà nó cũng tương đối là hiếm để mà bắt lại được lần thứ hai, thứ ba. Một con beta. Đây là một loài cá cảnh nè. Đó. Trời mưa câu cá đúng đã luôn. Thần bơn nữa. Bơn hoài luôn bơn. Ui trời, cái bóng con này bự rồi mọi người. Phải không ta? Phải bự không? Thôi nói chung là yeah, cũng khá nghi rồi. Nè đứng đây thả mồi cái coi. Let me see. Thôi cũng cỡ vừa. Thả lại. Dạ, yeah, có to hơn, to hơn. Nhưng mà không biết là... Thôi này mình nghi là... Cũng sea bass rồi, cái cỡ này 90% sẽ là sea bass. Hoài luôn. Bơn. Lại một loài con bơn nữa. Đối diện với lại cái vị trí mình bắt được. Ôi, mập em ơi. Mập. Có vầy. Có vầy. Vô nha. Vô. Cá mới nè, cá mập mới nè. Lại con này nữa. Suckerfish nữa. Nó có vầy nhưng mà cái bóng nó nhỏ, em hiểu không? Vầy hết trơn. Đâu. Chắc nó nữa rồi, thôi em câu đi. Để anh thả mồi cút dưới gần gần đây coi. Nghe, như vậy. Yeah, đúng rồi. Cái bóng to cỡ đó mà có cái vây là chắc chắn luôn. Suckerfish. Sea bass. Not surprise. Đâu. Cái gì? Ui! Con này dài. Con này em có rồi đúng không? Ok. Dạ anh câu nha. Rồi. Con này nếu không lầm thì nó sẽ là con lươn mọi người. Con lươn biển. Vô. Các bạn thấy cái bóng nó dài không? Yes! Chính xác. Hey! Nó là một con lươn biển. A ribbon eel. Đây là một loài cá mới cũng có trong mùa này. Và Lily thì hồi sáng cũng đã câu được con này rồi, cho nên là nhường cho mình câu á. Ok, nếu mà các bạn bấm thẳng vào chị Google thì chị sẽ dịch là một con lươn ribbon. Ok, cái chữ ribbon là ribbon á. Yêu là lương. Nhưng mà theo một số những cái thông tin khác thì đây chính là cái con cá gọi là cá lịch long, hoặc là một cái tên khác nghe cũng rất là hay, cá trình thiên long. Trời ơi. Nói chung là mình cũng chưa bao giờ có dịp mà trực tiếp gặp cái con này nó ngoài đời mọi người. Nhưng mà đây, qua game thì mình đã được biết được nó rồi. Rất là tuyệt vời. Ok, cho vô túi. Yeah, nhìn cái hình này đẹp chưa? Đấy, có một số loài cá mới ha. Chút nữa sẽ phải cẩn thận mọi người, không có được bán mấy con cá mà hiếm này. Ok, bây giờ mình với Lily sẽ nói chung là tiếp tục câu vòng vòng các bạn. Khoảng chừng kiểu nửa tiếng 45 phút gì nữa coi tình hình sao. Chết! Bị liễu, trời ơi, nó chưa có giật cái phao mà anh bấm kéo cần lên, trời ơi. Lâu lâu kiểu mà bị mất tập trung á mọi người. Chán thiệt. Kiểu nó cứ nhử mình mà khó chịu phết luôn á. Này sea bass rồi. Trời ơi. Lại nào. Tiếc ghê luôn. Vừa mới nói tiếc xong có cá mập. À không, chắc là lại là cái con suckerfish nữa rồi. Cái bóng nhỏ xíu à. Có vây mà bóng nhỏ. Đấy. Câu nói chung là cũng dính 90 cho tới 95% các lần các bạn, nhưng mà lâu lâu cũng thọt vô 5% kiểu bị liệu. Red snapper, em có gì đây? Chắc anh chị em họ hàng cô bác luôn ấy. Chán thì
Thua. Ê. Ui. À rồi, à, chúng ta có một con cá mới trong tập này thôi, chứ con này mình cũng đã câu được rồi. A knife jaw. À, ok, con cá này mình không kiếm thấy được tên tiếng Việt của nó mọi người. Chỉ biết là nó là một cái loại cá mà gọi là thuộc bản địa mà chỉ có ở Nhật Bản luôn á. Cái người của nó thì nó có cái, những cái sọc sọc giống như là ngựa vằn. Cũng không phải là một loài cá phổ biến trên toàn thế giới đâu. Bạn nào có biết chi tiết cụ thể về em này có thể comment giúp mình ở bên dưới ha. Ôi thôi bây giờ mình đổi gió một xíu các bạn, mình sẽ đi câu cá sông hoặc là cá kênh. Đó, ngay con dòng kênh Nhiêu Lộc mọi người. Đấy. Thì vào cái mùa này cũng có một số những loài cá sông mới, một số là những mà mình chưa có luôn. Em đi ra ngay giữa cái con kênh đó, giữa con kênh ngay cái khu đô thị đang được xây nè. Thấy chưa, thấy chưa? Ở giữa ngay hai cái cầu á. Ui. Oh no no, con cá này trời ơi. Quá trời luôn. Đâu 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 đâu. Ui, cái bóng này cũng to à. Con này chắc dám black bass nữa. Vô. Vô. Yeah. Thôi, em này black bass. Ok mọi người, câu cá được một lúc thì Lily đi về đảo rồi, có việc phải đi làm chút xíu. Bây giờ mình sẽ ngồi đây và câu thêm một chút xíu nữa. Đi vòng vòng hai bờ biển á, mình cũng kiểu là gần hết mồi rồi. Để xem coi là có săn được những em nào hấp dẫn nữa hay không. Rồi mình cũng sẽ đi làm một số chuyện một chút xíu ở ngoài. Quay về rồi nếu mà rảnh thì mình sẽ câu tiếp. Cũng sẽ ráng thu lại cho mọi người xem ha. Ok, mình đã trở lại rồi đây mọi người. Và bây giờ thì cũng đã khuya rồi. Khuya ở ngoài đời lẫn trong game. Chính xác là 11 giờ rồi ha. Mà thời tiết thì vẫn còn hơi mưa một chút xíu. Có lẽ là bây giờ thì mình sẽ đi câu cá mập thêm một tiếng đồng hồ nữa tới 12 giờ. Rồi coi như là mình sẽ kết cái tập này, tổng kết thành quả cho các bạn xem. Nhưng mà trước tiên thì mình phải giải quyết cái vụ của em này cơ đã. Em này tên là Whips. Em là một cái gọi là gì ta? Một cái hồn ma. Yep, trong game này có ma các bạn. Đừng chơi Animal Crossing lúc 3 giờ sáng. Cái đó là chào lưu xàm thôi nha. Chơi game 3 giờ sáng thì buồn ngủ thôi chứ không gì hết trơn á. Mình đụng cái em Whips này một cái á, em bị kiểu là đúng nghĩa đen luôn là vãi cả linh hồn. Có 5 cái linh hồn nho nhỏ của em bị bay ra tứ tán. Và em kêu là please I haven't done anything wrong, just let me go. Làm ơn tôi không muốn làm gì sai cả, hãy để tôi đi đi. Oh, anh cái tay. Em quen mình rồi các bạn. Kiểu là đụng không biết bao nhiêu lần rồi, không biết bao nhiêu đêm rồi. Làm ơn đừng có hù em như thế. Tim em gần như là ngừng đập rồi. Em lại mất những cái linh hồn của em một lần nữa. Đấy. Đêm nào cũng vậy. Cứ gặp em là bị giật mình xong rồi bị văng linh hồn ra hết các bạn. Bây giờ thì một cái nhiệm vụ cũng quen thuộc của mình. Em nói mình đi thu thập lại những cái linh hồn nha em. Đấy. Bình thường thì mình cũng không có rảnh đâu mọi người ơi. Nhưng mà kiểu làm xong cái việc này thì em sẽ cho mình một cái món đồ. Cho nên là ok. Thì đi thôi. Ủa? Trời quang mây tạnh luôn rồi nè. Mới nói xong. Trời ơi, đúng 11 giờ hết mưa luôn mọi người. Nói kệ cũng không được, không sao, không sao. Không sao á là bởi vì mình có một cái này cho các bạn xem trước khi đi thu thập linh hồn. Đâu rồi? Tôi quăng ở đâu rồi? Hồi chiều trước khi tắt máy thì mình đã có câu theo được một em. Không phải là cá mập. Mà là... Ta-da! Ủa sao nó tên thui. Đi ra chỗ nào sáng sáng coi. Thôi đi vô nhà mình khoe đi. Tại buổi tối không có nhìn thấy gì hết trơn. Ta-da! biết nói sao nhỉ? Em cá này có tên là Colicant. Tạm dịch ra tiếng Việt là cá vây tay. Mình thì cũng không biết nhiều về cái loài cá nào đâu. Chỉ biết sơ sơ em nó là một trong những cái loài cá mà gọi là có cái nguồn gốc rất là cổ đại hồi xưa rồi. Tất nhiên cũng rất là to và kiểu hầm hố đẹp nữa. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin ở trên Google ha. Còn ở trong
thế giới của Animal Crossing. Đây là một trong những em cá có độ hiếm và khó bắt nhất game, hơn cả những em cá mập nhiều, và chỉ có thể câu được vào trong thời tiết mưa và ở trong một cái khung giờ nhất định thôi. Hồi chiều giật lên được em này. Em này Lily cũng đã có một con rồi, kiểu mình rất là ganh tị luôn. Mà cho dù có muốn thì Lily cũng không có cho mình được một con thứ hai nữa. Em này sẽ được để chung vào cái hồ của em Orfish, thuộc những cái sinh vật mà sống ở dưới gọi là đáy sâu á. Oh my gosh, rất là đẹp luôn. Để quăng ra thành cái hồ cho mọi người coi. Đấy, trời ơi. Bật đèn lên nè. Ok, đây cho mọi người xem nha. Wow. Tất nhiên là mình sẽ donate em này cho Platter rồi, nhưng mà tạm thời thì mình sẽ cứ giữ em nó ở trong nhà đi cái đã. Rồi tính gì tính hen. Tạm để ngoài sân đây cho để chút nữa mình sẽ tổng kết. Ok. Rồi còn bây giờ thì để đi thu thập 5 cái linh hồn cho em Wish đã. Đây, một cái. Ấy. Vớt linh hồn các bạn. Đó. Đây thêm cái nữa nè. Hai cái. Oh, xa xa kia cái nữa. Dù nói chung là cũng tương đối dễ thôi mọi người. Đặc biệt là đảo mình bây giờ quy hoạch đang trống rỗng rồi, cho nên là dễ kiếm. Đây, 4. Còn một cái cuối cùng. Ôi trời, tiện lợi quá, ngay đây luôn. Ý. Ý. 5 cái. Done. Rồi, chạy về, trả cho em luôn. Come on, trả cho mình đi, lẹ đi. Không, không trả. Không trả. Mình nhây với em xíu các bạn. Không trả. Ôi, đừng có giận nữa mà, trả đi mà. Không, không trả. Bắt đầu em sợ đổ mồ hôi rồi. Vẫn nhây, không trả. Mình không hiểu. Bạn có thể làm gì với những linh hồn của mình chứ? Vẫn không trả. Làm gì nhau? Nhưng mà mình rất là cần những cái mảnh đó. Please, please. Trả đi mà. Thôi, ok, ok. Không được, không đùa dai nữa. Đùa hồi chút nữa em cáu đấy. Trả nha. Rồi. À, các bạn xem em đầy đủ linh hồn lại nè. Pew. So cute. Trả đi như bình thường rồi. Rồi bây giờ thì Whip sẽ cho mình lựa chọn một trong hai món quà. Một là cái món gì đó mới tinh, mình chưa có bao giờ ở trong cái kho của mình. Something new. Hoặc là something expensive, một cái gì đó mắc tiền. Theo cái kinh nghiệm của mình đó, nếu mà chọn những cái mắc tiền á, toàn sẽ là những cái đồ bị trùng. Mắc thì cũng chỉ có vài ngàn bell thôi mọi người. Thế cho nên mình sẽ chọn những cái gì đó nó mới. Chọn cái gì đây? Cute yellow wall. À, một cái loại tường. Tường màu vàng hả? À, cái giấy dán tường mọi người. Giấy dán tường. Đâu? Để coi coi. Giấy dán tường. Ôi. Giấy dán tường màu vàng, trời, có hình trái tim này nọ nữa. Đó. Ok, thôi, cả tạm giữ vậy cũng được. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi câu để xem coi có được thêm cái gì không ha. Ui, mới nói luôn. Mưa vừa mới ra biển luôn các bạn. À, cá mập. Hy vọng là không phải là suckerfish nữa nha. Coi nào. Cái bóng của em này có vẻ như là to hơn chút xíu thì phải. Vô. Dính. Ôi ơi, ngay những phút đầu tiên của buổi câu đêm luôn mọi người. Ôi ơi. Em đây là cái a saw shark. Cá lưỡi cưa. Đây ra rồi. Buổi tối có vẻ là hơi tối nha, mọi người sẽ không thấy. Đây nè, hình em nói vậy nè. Dục ngoài đất cho mọi người coi. Em này mình chưa có nha mọi người.
Đây là em đầu tiên. Bạn lên nè. Oh my gosh. Lại chạy về nhà để cho mọi người coi. Đấy. Xem nào. Rất là đẹp luôn. À không, à, thật sự nhìn cũng hơi thấy ghê nhưng mà tại vì mới câu được cho nên em khá đẹp. Cái này là thuộc dạng cá mập cũng lại hiếm nha, phải dễ câu đâu. Đấy, cá mập voi, cá mập lưỡi cưa. Để đây. Kéo xích ra đây xíu. Ý. Đấy. Ok, chúng ta còn một số lại nữa nha mọi người, chưa có hết đâu. Ở trong đó có cái mập trắng nữa. Nhưng mà tình hình thì những em mà gọi là đỉnh cao nhất của game này mình cũng đã câu được hết rồi. Em Whale Shark, rồi em Colocant. Oh my god, mấy em đó mới là khó. Ok mọi người, có lẽ là mình sẽ kết thúc tập này ở đây vì cũng đã trễ rồi. Và bây giờ mình tổng kết xíu đi ha. Thành quả của ngày hôm nay, đầu tiên một em Suckerfish. Thực ra thì trong cái mùa này em này là xuất hiện nhiều nhất, mà gọi là trở thành cú lừa nhất luôn. Cái bóng có cái vây ở trên nhưng mà không phải là những em cá mập xịn sò. Đây. Tiếp theo, chúng ta có một em cá mình tạm gọi là lương biển đi. Tại vì cái gì trình long ngư hay là thiên long bát bộ gì đó mọi người. Nó dài quá, khó nhớ. Và mình bắt được hai em này lận. Rồi tiếp theo thì một số những loài cá mới. Này là cá sông nha mọi người. Bluegill, rồi tilapia. Còn thêm một số những loại cá sông mới nữa nhưng mà hôm nay mình đi câu cá biển là chủ yếu. À, nên là hồi nãy câu được một em cá koi. Cá koi thì mình cũng câu được khá nhiều rồi. Đấy. Ok. Và cuối cùng là đến ba em cá khủng nè. Colocant. Ta-da. Rất là hoành tráng luôn. Đấy. Đây là em saw shark, cá mập mũi lưỡi cưa. Và một em cá bự nhất của ngày hôm nay, một em whale shark. Bò bò. Mỗi lần xem lại đi, mỗi lần cứ móc em này ra đúng mắc cười luôn. To gì đâu luôn, to đến nỗi mà kiểu phải để cho một cái hồ bơi luôn nha. Đấy, cho các bạn xem nè ha. Mấy em nó bơi ở trong hồ như vậy. Thì cái mục tiêu của mình trong 3 tháng mùa cá mập này á, đó là mình sẽ ráng săn được hết mỗi loại 4 con. Một con chắc chắn là để donate cho viện bảo tàng của Platters, để cho cái thủy cung của chúng ta nó hoành tráng nha mọi người. Còn 3 con bị trùng còn lại thì không cần thiết là phải để kiếm tiền, mà chính là để đưa cho một cái nhân vật đặc biệt sẽ đến đảo chúng ta. Giống như là em Flick vậy đó. Em Flick thì thu mua sâu bọ côn trùng. Còn có một cái em rái cá nữa. Em đó là chuyên thu mua cá. Và cũng nhận làm mô hình những loại cá nếu mà chúng ta có đủ ba em cùng loại. Ok. Tóm lại là mục đích sưu tầm là chính nha mọi người. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video này tại đây. Nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho nó một like nha. Nếu như chưa thì hãy nhớ bấm vào nút và subscribe đăng ký. Được luôn thì tick vào cái chuông nhỏ nhỏ tinh để nhận được thông báo sớm nhất mà mỗi khi mà mình ra video về content cuộc sống cho đảo khoai hay là Pokemon Go. Một lần nữa, mình là Ban hay còn gọi là anh Cái Tây. Chúc các bạn một đêm ngon giấc, hoặc là buổi sáng tốt lành, hoặc là một ngày vui vẻ tùy theo cái thời điểm mà các bạn coi cái video này. Còn bây giờ thì mình đã khá buồn ngủ rồi. Xin hẹn gặp lại. Pika. Peace. Ok các bạn ơi, hôm nay nó là khoảng 1-2 ngày sau khi mà mình đã quay và thậm chí là edit xong luôn cái video này. Cái khúc này nó sẽ là cái khúc
bonus mà mình nghĩ nó cũng sẽ là cái highlight luôn của cả cái video này. Số là ở trên đảo của mình lại có thêm một em dân làng đòi rời đi nữa. Và mình lại một lần nữa để cho em đi. Rồi mình lấy khoảng chừng một stack 10 cái nước mang ticket để mà đi chui vô những cái đảo, kiếm thêm một em dân làng mới để fill in vô cái em mà đã rời đi. Thì đây là cái đảo thứ, hình như là thứ 8 hay là thứ 9 gì đó. Kết quả nó như vậy. Cho các bạn xem ha. Ok, yep, mình đã gặp được em này, Marina. Và mình đã ngay lập tức mời em về đảo luôn mọi người. Thì nếu như các bạn có chơi Animal Crossing thì chắc chắn sẽ biết được cái độ nổi tiếng của em này. Em là thuộc Tier S, một trong những em villagers có mức độ popular, mức độ được phổ biến nhất ở trong game, đứng sánh ngang với một số những em nữa. Thứ nhất bởi vì bạch tuộc, chỉ có 3 em bạch tuộc ở trong game hiện nay thôi. Và nhà em cũng rất là đẹp luôn. Để những tập trong tương lai, nếu mà em dọn về đảo mình rồi mà mình có ấy, thì mình sẽ dắt các bạn đi xem nhà của em. Nhưng lên cái đảo này kiếm được Marina vẫn chưa hết. Chạy vòng vòng đảo cho các bạn xem. Đây là lần đầu tiên mình lên một cái đảo nó có một cái format như vậy, rất là ngộ. Có một cái rãnh nước sông ở xung quanh một cái hòn đảo nhỏ nữa ở chính giữa 3 tầng. Và mình đã lên check rồi thì nó không có gì trên đó cả. Nó có một cái hòn đá đập ra thì nó cũng ra những cái quặng bình thường thôi. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề ở đây các bạn, rất liên quan đến tập này. Mùa cá mập đúng không? Và chúng ta đã lên được đảo cá mập. What? Câu đại một con cho các bạn coi nè. Ok. Yo, this is crazy. Oh my god, các bạn ơi. Đảo cá mập có nghĩa là bất cứ một cái con cá nào nó xuất hiện ở ngoài biển đều là cá mập hết. Đây, thêm một em nữa. Các bạn thấy nó có cái vây ha. Yo. Come on, come on. Yeah. Xem nào. Ok, sucker fish. Nhưng mà nó cũng là một cái bóng có vây thuộc cái nhóm mà gọi là cá mập. Đâu, để coi một em khác coi. Đây, em này. Em này là do là nó đứng dọc cho mình không có thấy cái vây, nhưng mà thật ra là nó có nha. Yo. Boom. Con này là các bạn chưa thấy đúng không? Con này ở phần trước của video là chúng ta chưa câu được đúng không? Here we go. Có rồi đây. Cá mập trắng, white shark. What? À, rồi để coi cái con gì các bạn chưa thấy nữa. Hình như là cá mập đầu búa. Yeah. Hammerhead shark các bạn chưa thấy đúng không? Ráng câu được một game đó. Yo. Cứ cá là cá mập các bạn. Wow. Thêm một con cá mập trắng nữa. Và có một thông tin luôn là cái tỷ lệ mà chúng ta lên được một cái đảo cá mập như vậy nó chỉ là 1% thôi nha mọi người. 1% thôi. Này, để xem. What? Ôi, cá mập trắng hoài vậy? Mình cần một con cá mập đầu búa nữa là xong rồi. Ok, cá mập đầu búa nào, đầu búa. Ồ, nó vãi. Có con mũi, có con mũi. Con mũi nè. Ê, con mũi, con mũi. Các bạn thấy con mũi không? Mình không bắt nó để chích mình. Yeah. Thiệt tình luôn. Đập mũi từ ngoài đời vô trong game luôn.
A hammerhead shark. Đây thưa các bạn, một em cá bông đầu búa. Pum pum pum. Và như vậy là sau khi chị bước lên cái đảo này có khoảng tầm 10 phút thôi mọi người. Thành quả nè. Whale shark nè ha. Cá mập voi. Sucker fish. Cá mập trắng. Cá mập mũi cưa. Và cá mập đầu búa. Ok mọi người ơi, à, mình lên được cái đảo này là coi như là mình trúng giải độc đắc rồi. Nó cũng giống như là đảo bọ cạp vậy đó. Thì đây, đảo cá mập. Không thể tin được luôn. Bây giờ, ok. Về tiền bao á, mình nói chung là mình bây giờ cũng khá là dư giả rồi mọi người. Buôn được mấy chuyến turnip rồi. Bây giờ tiền mình lên chục triệu rồi. Thì mặc dù là những em này bán cũng sẽ được rất là nhiều tiền, nhưng mà mình cũng không có quan trọng đâu. Bây giờ mình chỉ cần quan trọng á là mỗi cái con cá này mình sẽ lấy khoảng chừng từ để mà mình có thể làm hai cái tiêu bản của mỗi loại. Cái mô hình á, kiểu như là mình sẽ đợi cái em rái cá CJ tới nhà mình rồi mình đưa cho CJ để lại mà làm cái tiêu bản. Ok, thực sự cái khúc này là tính đi ngủ rồi. Rồi không ngờ luôn. Rồi bây giờ sẽ đi rã một vòng cuối cùng cho người coi sao. Ok, gần câu thì cũng đã gãy rồi, chỉ còn có một cái nữa thôi. Và túi cũng đã đầy rồi mọi người. Trời ơi, xem nè. Cái gì mà phải gọi là thích nhất luôn là em cái mọc voi nè mọi người. Đây, ở đây mình có mấy con rồi, à, này ba con rồi ha. Này ba con, rồi đủ 6 con, hai cái tư bản luôn. Ví dụ như mà mình có làm mà nhà hàng hải sản hay là cái khu vực trang trí gì đó mọi người, mình sẽ có hai con ở hai bên, trời ơi quá đẹp luôn. Rồi thôi, bây giờ mình tranh thủ tận hưởng trên đảo cá mập một xíu nữa. Rồi đi ngủ. Ok, thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong tập sau nha. Bye.